Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung hôm nay bao gồm những phần chính như sau. 1. Bốn thực phẩm tuyệt đối không nên ăn cùng nhau. 2. 9 thay đổi bất ngờ cho sức khỏe khi dùng mật ong buổi tối. Và 3. Loại rễ thần dược giải độc gan, hạ đường huyết. Sau đây là nội dung đầu tiên. Những thực phẩm đại kỵ tuyệt đối không nên ăn cùng nhau. Quý vị thân mến, nho là loại trái cây có hương vị hấp dẫn, được nhiều người ưa thích. Ăn nho cũng mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe, như chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư, tim mạch. Tuy nhiên, có những loại thực phẩm đại kỵ tuyệt đối không ăn chung với quả nho, kẻo gây hại đến sức khỏe, cụ thể như sau. 1. Sữa tươi. Sữa tươi có hàm lượng protein rất cao và cực tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu bạn ăn nho xong mà uống thêm sữa tươi thì đại hại. Trong nho lại chứa hàm lượng axit cao như axit talaric, axit malic và axit citric và cả vitamin C. Khi protein trong sữa gặp các hoạt chất axit trên thì sẽ gây ra hiện tượng kết tủa, kể cả vitamin C. Từ đó, cơ thể không thể chuyển hóa được và gây ra các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên ăn nho sau khi đã uống sữa được ít nhất 1 tiếng. 2. Nhân sâm. Nhân sâm là loại dược liệu quý và có công dụng rất tốt với sức khỏe con người. Tuy vậy, nhân sâm lại chứa axit tannic. Đây là một loại polyphenolic khi thủy phân tạo ra glucose, axit gallic hoặc các axit polyphenolic khác. Loại axit này phản ứng với protein trong nhân sâm, làm biến đổi cấu trúc và gây hiện tượng kết tủa, làm giảm hiệu quả chức năng của củ sâm, đồng thời gây hại cho sức khỏe. Thứ ba, hải sản. Trong hải sản như tôm biển, cá biển hay cua biển đều chứa hàm lượng protein cao. Nếu bạn vừa ăn hải sản xong và thưởng thức một vài quả nho để tráng miệng thì không hề tốt cho sức khỏe. Như đã đề cập ở những đoạn trước, nho chứa hoạt chất là axit tannic, nó phản ứng với protein trong thực phẩm gây ra kết tủa. Từ đó giảm đi giá trị dinh dưỡng của protein và gây kích thích đường tiêu hóa, gây chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và nhiều triệu chứng khác. Thứ tư, thực phẩm chứa nhiều kali. Kali là hoạt chất rất tốt cho cơ thể. Tuy vậy, nếu quá liều, rất dễ gây ra những biến chứng không tốt như co thắt đường tiêu hóa, tăng nồng độ kali trong máu dẫn đến đầy bụng hoặc tiêu chảy, thậm chí là rối loạn nhịp tim. Vì vậy, nếu bạn đã tiêu thụ các loại thực phẩm giàu kali như táo bẹ, rong biển, chuối, hạnh nhân và các loại đậu khác, thì nhất định phải đợi 2 hoặc 3 tiếng sau đó mới được ăn nho để đảm bảo an toàn sức khỏe. Ngoài ra, nếu ăn quá nhiều nho sẽ gây nên những tác động xấu cho cơ thể như sau. 1. Gây tiêu chảy. Những loại thực phẩm nhiều đường có thể gây tiêu chảy, nho không phải là ngoại lệ. Nước nho có thể gây tiêu chảy ở những người nhạy cảm vì nó có đường đơn. Thứ hai, biến chứng thai kỳ. Nho có chứa chất resveratrol, một loại polyphenol mạnh được tìm thấy ở rượu vang đỏ. Một nghiên cứu chỉ ra rằng chất bổ sung resveratrol sẽ gây ra các vấn đề về tuyến tỵ ở thai nhi đang phát triển. Thứ ba, gây dị ứng. Tuy rất hiếm nhưng nho vẫn có thể gây dị ứng. Nguyên nhân là do trong nho có chứa một loại protein làm nhiệm vụ chuyển hóa lipid đã được chứng minh có khả năng tạo ra phản ứng dị ứng ở người. Nếu bị dị ứng với nho, bạn có thể bị nổi mề đay, mẩn đỏ trên da. Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể bị khó thở và sốc phản vệ. Những trường hợp không nên ăn nho: người béo phì, người bệnh tiểu đường, người bệnh đường ruột,
Bệnh dạ dày không nên ăn nho vì có thể làm nghiêm trọng hơn tình trạng bệnh. Nho vẫn là loại trái cây mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe con người. Vì vậy, quý vị hãy bổ sung một cách hợp lý để tối đa lợi ích của loại thực phẩm này nhé. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Chín thay đổi thần kỳ khi dùng mật ong vào bữa tối. Quý vị thân mến, 30 phút trước khi ngủ là thời điểm vàng để chăm sóc sức khỏe. Nếu biết tận dụng khoảng thời gian này để uống nước mật ong thì hiệu quả đem lại cho cơ thể sẽ vô cùng bất ngờ, cụ thể như sau. Thứ nhất, gan được giải độc và khỏe mạnh hơn. Trong mật ong có chứa hàm lượng glucose rất cao, tạo điều kiện cho những trao đổi diễn ra trong tế bào các mô. Do đó, có tác dụng cực tốt đối với việc giải độc gan. Chị em uống một cốc mật ong trước khi đi ngủ tốt cho hoạt động của gan suốt cả đêm. Thứ hai, tiêu hóa tốt hơn. Mật ong pha cùng nước ấm có thể coi là thức uống nhuận tràng vô cùng tuyệt vời. Khi bạn uống mật ong trước khi đi ngủ, thực phẩm mà bạn đã ăn trong bữa tối sẽ được tiêu hóa dễ dàng hơn. Nước ấm cũng có vai trò trong việc làm dịu dạ dày, kích thích đại tiện. Cả hai kết hợp với nhau thúc đẩy tiêu hóa, giúp dinh dưỡng đi vào cơ thể và thúc đẩy bài tiết cặn bã thức ăn ra bên ngoài. Thứ ba, nuôi dưỡng phổi và trị ho. Mật ong có thể làm ấm phổi và có tác dụng chống ho nhất định. Nó thường được dùng để hỗ trợ điều trị bệnh lao và viêm phế quản. Theo một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí Nhi Khoa, chỉ cần dùng 2 thìa cà phê mật ong pha với nước ấm mỗi tối, có thể giúp chữa ho dai dẳng. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, mật ong không chỉ làm dịu cổ họng mà còn tiêu diệt một số vi khuẩn gây nhiễm trùng. Thứ tư, khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn. Do đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của mật ong giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Đồng thời nó cũng rất hiệu quả để loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể. Thứ năm, ngăn ngừa bệnh tim. Tiêu thụ mật ong mỗi tối có thể giúp làm tăng chất chống oxy hóa, đa âm trong máu, giúp ngăn ngừa bệnh tim. Nó cũng có thể giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể bạn. Thứ sáu, bảo vệ tim mạch. Mật ong có tác dụng làm giãn nở động mạch vành và nuôi dưỡng cơ tim, cải thiện chức năng cơ tim, điều hòa huyết áp. Đối với bệnh nhân mắc bệnh tim, dùng 50-140g mật ong mỗi ngày, tình trạng bệnh có thể được cải thiện trong vòng 1-2 tháng. Thứ bảy, cải thiện tình trạng thiếu máu. Uống một cốc nước mật ong mỗi tối trước khi đi ngủ không chỉ giúp bổ sung lượng máu, mà còn thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu để các chất độc, rác thải trong cơ thể được đào thải kịp thời ra ngoài. Ngoài ra, dùng mật ong mỗi tối còn giúp hỗ trợ giảm cân và làm cho làn da mịn màng hơn. Sau đây là những lưu ý quan trọng khi uống mật ong trước khi đi ngủ. Uống nước mật ong trước khi đi ngủ, cẩn thận tăng cân và sau răng. Việc tiêu thụ lượng mật ong quá lớn trước khi ngủ có thể gây tăng cân nhanh do mật ong có chứa nhiều đường. Do đó, mỗi tối chỉ nên dùng 1-2 thìa mật ong. Nên uống mật ong trước khi đi ngủ khoảng 30 phút để phát huy công dụng tốt nhất. Nên đánh răng sau khi uống để không gây sâu răng. Không nên uống mật ong ở nhiệt độ cao. Khi uống nước mật ong, nên pha với nước ấm, nhiệt độ nước không quá 60 độ C. Nếu pha mật ong cùng nước nóng, không chỉ phá hủy chất dinh dưỡng trong mật ong mà còn thay đổi màu sắc, mùi thơm và hương vị tự nhiên của chúng. Trẻ em dưới 1 tuổi, bệnh nhân tiểu đường là đối tượng không nên uống nước mật ong. Đều đặn uống mật ong mỗi tối sau 30 ngày, sức khỏe của bạn sẽ có những thay đổi rất tích cực. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. Loại rễ thần dược giải độc gan, hạ đường huyết. Cam thảo là loại thảo dược quen thuộc đã được kết hợp sử dụng trong những bài thuốc đông y từ xa xưa. Cam thảo không chỉ là loại thuốc mà còn được nhiều người sử dụng để làm thức uống hàng ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng rõ nên sử dụng như thế nào. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm sáng tỏ. Trước tiên, cùng điểm qua 7 công dụng của cam thảo đối với sức khỏe con người. Thứ nhất, hạ đường huyết. Theo một vài nghiên cứu, cam thảo đất có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Nhờ thành phần alkaloid, loại dược liệu này
giúp điều hòa và ổn định đường huyết, kích thích tăng số lượng hồng cầu, giúp phòng ngừa căn bệnh đái tháo đường. 2. Khoáng khuẩn. Thành phần chính của loại thảo dược này là glycyrrhizin. Nó có tác dụng tạo vị ngọt và chống oxy hóa, chống viêm. 3. Giải độc, bảo vệ gan. Một nghiên cứu trên ống nghiệm đã ghi nhận rằng việc thêm glycyrrhizin vào phương pháp điều trị viêm gan C tiêu chuẩn đã làm giảm đáng kể sự lây lan của virus. 4. Ngăn ngừa ung thư. Do chứa nhiều hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, chiết xuất rễ cam thảo đã được nghiên cứu về tác dụng bảo vệ chống lại một số bệnh như ung thư da, ung thư vú, đại trực tràng và tuyến tiền liệt. 5. Điều trị loét dạ dày tá tràng. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy rằng chiết xuất cam thảo có thể chống lại những vết loét tốt hơn omeprazole, một loại thuốc loét dạ dày tá tràng thông thường. 6. Giảm ho, các bệnh về đường hô hấp. Do tác dụng chống viêm và kháng viêm, cam thảo được sử dụng trong nhiều bài thuốc trị ho nói chung. Đặc biệt, các nghiên cứu trên động vật kết luận rằng chiết xuất glycyrrhizin từ rễ cam thảo giúp làm dịu cơn hen suyễn. 7. Chăm sóc sắc đẹp. Ngoài những tác dụng kể trên, cam thảo còn có tác dụng làm đẹp da. Kiên trì uống nước cam thảo có thể làm cho thể trạng của chúng ta tốt hơn, thải độc tố ra ngoài, từ đó giúp da hồng hào, có sức sống. Và sau đây là những lưu ý khi sử dụng cam thảo để chữa bệnh. Nhiều người Việt uống cam thảo thay nước lọc hàng ngày, tuy nhiên vì sử dụng không đúng cách sẽ gây ra những rủi ro cho cơ thể. Một số gia đình có thói quen kết hợp giữa nhân trần và cam thảo để thành nước uống. Theo đông y, sự kết hợp này sẽ gây ra bệnh tăng huyết áp. Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên sử dụng cam thảo trong thời gian dài vì có thể gây ra các tác dụng phụ như giảm kali trong máu, tổn thương gan, suy thận. Những người không nên sử dụng cam thảo bao gồm phụ nữ có thai, người bị cao huyết áp không ổn định, người bị táo bón lâu ngày, người cao tuổi. Một số bài thuốc từ cam thảo chữa cảm cúm, ho. Thời tiết giao mùa, cơ thể chúng ta rất dễ mẫn cảm và việc bị cảm cúm, bị ho là không thể tránh khỏi. Lúc này đây, bạn chỉ cần 15g cam thảo nam kết hợp 15g rau diếp cá, kim ngân, hoa để sắc nước uống hàng ngày, hiệu quả mà không phải sử dụng kháng sinh. Chữa tiểu rắt. Sử dụng 20g cam thảo, 20g cây xài đất và 20g cây kim ngân hoa sắc uống hàng ngày. Bài thuốc chữa viêm loét dạ dày. Người bệnh dùng 3-5g cam thảo dạng bột hoặc cao lỏng, uống 3 lần mỗi ngày, thời gian áp dụng từ 7-14 ngày, rồi tạm dừng. Để đạt hiệu quả, nên uống 20-30 phút trước mỗi bữa ăn, khi đó cam thảo sẽ hoạt động như một lớp màng trong bảo vệ dạ dày. Rễ cam thảo đã được sử dụng trong hàng ngàn năm để giúp điều trị nhiều loại bệnh. Mặc dù có thể làm giảm trào ngược axit, bệnh chàm, loét dạ dày tá tràng và các vấn đề sức khỏe khác, tuy nhiên, cam thảo có tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá mức hoặc quá thường xuyên. Do đó, mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng rễ cam thảo. Quý vị thân mến, nội dung trên cũng đã khép lại thời lượng chia sẻ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.